Qua hôm kia đi cỏ kia thì nó đang đông. Tôi về 256 ngày 18 tháng 5 2020 dân oan ba miền chúng tôi cùng đồng hành với Trương Yến đi đòi công lý, đòi đất, đòi nhà, đòi tự do dân làm chủ, đòi tự do dân làm chủ cho toàn dân Việt Nam. Về kêu về giải quyết mà không giải quyết, mấy thân đi không giải quyết dân dối đảng, cho đảng của dân cái thằng nó tham nhũng mà không lôi đầu xử bắn nó đi để tài đỏ cho gia đình chúng tôi cái khổ như vậy nè. Quanh năm sống tạm không có nhà để mà rớt ra nắng nuôi nực lỡ như vậy, năm hồ mẹ bè trẻ con người nó có chịu được đâu. Đảng ơi, quốc hội ơi, quyền con người, dân chủ quyền con người đi ông Trọng ơi. Trả lại tự do dân làm chủ đi ông Trọng ơi, đừng có làm kìm kẹp dân nữa ông Trọng ơi. Dân chúng tôi mất đất mất nhà từ lâu rồi ông Trọng ơi. Trả đất trả nhà cho dân chúng tôi có cuộc sống đi. Trả đất trả nhà trả tự do cho dân chủ hay đồng đồng ơi, dân làm chủ đây. Để gia đình chúng tôi quá khổ rồi. Bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân ơi, bà là chủ tịch quốc hội, bà gọi tên cho bà, gọi thấy người dân chúng tôi khổ không? Chủ tịch tỉnh Đồng Nai.
tịch Quốc hội trả đất trả nhà trái tự do dân nhận được quyền làm chủ đây. Bà đừng có ngồi cái ghế Quốc hội nữa bà Ngân ơi. Cái Quốc hội mà bà làm sao bà Kim Ngân ơi. Bà ngồi cái ghế bà làm chủ tịch Quốc hội mà để cho dân chúng tôi phải bắt đất bắt nhà bà Kim Ngân ơi. Hãy trả đất trả nhà cho gia đình chúng tôi đây. Chủ tịch tỉnh Đồng Nai lợi dụng chức vụ quyền hạn có đất bằng lương bằng đời. Tới đâu chủ tịch tỉnh Đồng Nai chịu bắt Kim Ngân ơi. Trẻ đất, trẻ nhà, trẻ tự do, nhân nằm chú đây ông Trọng ơi. Ông đừng có làm cái thái độ đó, ông Trọng ơi. Ông đừng có làm ngơ nữa, ông Trọng ơi. Bông mày hả, nhỏ to bông. Tham nhũng tràn khang ông Trọng ơi, đất nước nó về đâu ông Trọng ơi. Trả tự do để cho dân đây, dân được quyền làm chủ đây. Dân được quyền bầu người làm chủ để làm đất nước đi ông Trọng ơi. Nếu ông xứng đáng thì ông làm đây. Còn ông làm không được thì ông xuống ghế đây. Trả lại tự do cho dân chúng tôi đây. Dân được quyền làm chủ, dân được quyền bầu người lên để mà bảo vệ cái đất nước. Đang đi cái đùng đùng cái chú này này. Các ta đi hỏi mà các người để cho dân khổ như vậy sao? Các người làm gì hết? Thế trẻ đất trẻ nhà trẻ tự do dân làm chủ đây. Dân Việt Nam chúng tôi khó rồi, dân ba miền dân ông ba miền chúng tôi quá khó rồi. Trẻ lại dân làm chủ được quyền làm chủ đây. Dân được quyền bầu người lên làm sống đây. Chính quyền đây. Đảng ở đâu rồi mà để cho chủ tịch tỉnh Đồng Nai nó lộng hành? Nó lợi dụng chức vụ quyền hạn nó không đáng phân lương bác tên. Đảng ơi! Đảng ở đâu rồi? Mình đang xuống đường. Để cho gia đình tôi phải khổ như vậy đảng ơi! Đây đâu anh Tình đây mình đang cướp cho bây giờ đảng. Chủ tịch Đồng Nai nó lợi dụng chức vụ quyền hạn. Có đất có nhà của gia đình tôi phân lương bác tên. Có anh Tình đang đi đây nè. Tỉnh đi mình ra trước đây nè.
dân chúng tôi, trả tự do cho nhân chúng tôi đi. Trả quyền con người cho nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi được quyền làm con người. Thế nên kèm kẹp các đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, vùi dập nhân dân chúng tôi. Bây giờ trả lại nhân dân chúng tôi, đừng có kèm kẹp nhân dân chúng tôi nữa. Trả lại quyền con người, trả lại tự do dân là dân được làm chủ. Mục đích của ông ngồi được hay đó, ông phải trả lại đất nhà lại cho dân đi. Trả cho tự do, dân được làm chủ, dân trọng ơi. Coi như cơ quan anh Nguyễn Phú Trọng mà rất bao nhiêu năm nay, bao nhiêu cái quốc hội rồi mà vẫn cái ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhắm mắt làm ngơ, để cho chính quyền đó địa phương kèm kẹp nhân chúng tôi, đầy đọa nhân dân chúng tôi mất quyền tự do, không đang được dân làm chủ. Bây giờ dân chúng tôi yêu cầu đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư, chủ tịch nước mục đích mà ngồi hai ghế phải trả lại đất đai, trả lại quyền của người, trả lại dân được quyền làm chủ, toàn nhân dân Việt Nam, để nhân dân chúng tôi bầu những người cầm cái lá phiếu, bầu những người có tài có đức để lên bảo vệ đất nước, khỏi nhân dân chúng tôi, khỏi quyền, khỏi cái chế độ kèm kẹp nữa. Nhân dân chúng tôi được tự do, nhân dân chúng tôi được có cuộc sống, nhân dân chúng tôi khắc mất đất mất nhà. Bây giờ nhân dân chúng tôi như thế này, chế độ quá thối nát, chế độ quá hèn hạ, gây với giặc ác với dân, cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, nhân dân chúng tôi mới ra đi đường bên này. Không có tự do, không dân được dân làm chủ. Bây giờ tôi yêu cầu nhân dân chúng tôi, dân ông ba miền chúng tôi yêu cầu, là cả nhân dân cả nước Việt Nam, nhân dân chúng tôi yêu cầu Nguyễn Phú Trọng trả lại đất nhà, trả lại công lý, trả lại tự do, trả lại dân chúng tôi được quyền làm con người. Nắng nước nối quá rồi.
trả lại được dân chúng tôi cầm cà la phiếu đi bầu những người có tài có đức lên để bảo vệ đất nước. Nhân dân chúng tôi hết kiềm kẹp, hết chế độ áp bức. Như thế nào dân dân tôi quá áp bức, bóc lột nhân dân chúng tôi, cướp đất cướp nhà. Những người có công cách mạng, cướp đất cướp nhà, những người liệt sĩ, cướp đất cướp nhà, những người đảng viên đảng cộng sản. Nóng đi đưa. Ờ cờ he nóng được quá rồi ông chồng ơi. Ông không ơi. Ra đây nhà nhà cho dân chúng tôi đâu. Để cho chúng tôi có cuộc sống đây. Tỉnh lên mình đây. Ông chồng ông không ơi. Ra đây nhà nhà đây. Đừng để cho cái tỉnh lên mình nó ăn cướp ông không ơi. Ông chồng ơi. Để dân chúng tôi nằm ở cờ he nóng được khổ quá rồi ông chồng ơi. Quyền con người, nhân dân chúng tôi bị cái chế độ kìm kẹp, áp bức, cướp đất cướp nhà, hại dân hại nước. Nhân dân chúng tôi không được tự do. Bây giờ tôi yêu cầu nhân dân chúng tôi những phước trọng trả lại đất nhà, trả lại tự do quyền con người, nhân dân chúng tôi trả lại tự do chúng tôi được quyền đi bầu, cầm cái lá phiếu đi bầu những người có tài có đức. Bảo vệ được nhân dân chúng tôi. Đã đạo tham nhũng, đã đạo tham nhũng, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, cạo đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, đã
Tại sao ông làm cái tu trước ông bà đế, cái tính tính bình định nó lộng hành ông Phật ơi. Cái tính cho cái đảng là cộng sản tính bình định lộng hành cướp đất cướp nhà dân chúng tôi ông Phật ơi. Cướp cả quyền con người, tự bắt cái tự do quyền con người cho dân chúng tôi ông Phật ơi. Bé hồn bị biết ông Phật ơi. Bé hồn bị biết ông Phật ơi. Bé hồn bị biết ông Phật ơi. Này đâu quá thúi nát cái tìm nó rào à. Đấy, nó rào. Hèn với giặc mà ác với dân.
dân đi cướp đất cướp nhà của tôi đem thân lo bán nền. Có cái chỉ đạo 206 của thủ tướng chỉ đạo mà đến nay Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định quá thúi nét, không giao tiếp với dân chúng tôi, không giao tiếp tôi về, kêu gọi tôi về, coi như hẹn tôi ngày này đến ngày kia thì tháng nọ, không giao tiếp. Ba qua cho tôi xuống hỏi trả đất. Virus corona tố cha thành đấy mẹ mày Hồ Quốc Dũng, virus corona tố cha thành Hồ Quốc Dũng, tụ mẹ mày thành Hồ Quốc Dũng, mày là cái thành lưu manh, mày cái thành là anh cướp, mày cái thành cái con những bán nước hại dân. Thôi, đây là coi như là dân dân chúng tôi mới đi lần đầu tiên. Nhân dân chúng tôi là bằng các chị em trong đằng ngoài nước chia sẻ nhân dân chúng tôi. Bởi vì về, kêu về, mời về nhân dân chúng tôi về để giải quyết. Về nó lừa đảo, cái chế độ này nó quá thối nát, nó quá thối nát. Cười dám chối đảng. Để ăn cơm. Xin cảm ơn anh chị em trong lòng ngồi nước đã chia sẻ nhân dân chúng tôi đi lần bên ấy là ngày 18 tháng 5 2020 nhân dân chúng tôi người ta xuống đường lần lấy ngày là mong các anh chị em chia sẻ nhân dân chúng tôi xin cảm ơn. Xin chào lời chào thân thương mến nhất của dân Oan Ba miền chúng tôi. Xin kết thúc ở đây.